Thôi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, nhiều quá, không có thời giờ, không có thời giờ được. Không, ai, 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 rồi, hai người này thấy không, rồi. Về chỗ, về chỗ ngồi, không có thời giờ, không có thời giờ. Rồi, hai người nữa thôi, về chỗ thời giờ. Rồi, con được ơn gì? Con là Maria Sinh. Con cảm ơn Đức Ông Đoàn và cha. Con bỏ Chúa 23. Con bỏ Chúa bao nhiêu năm? 23 năm. Con bao nhiêu tuổi? Con 46. 46, vừa trọng nửa cuộc đời. 46 tuổi, 23 năm bỏ Chúa. Chị tên là Sinh, đang đứng trước mặt chúng ta trong những giọt nước mắt của đứa con hoang đàn quay trở về với Chúa sau 26 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa? Con bây giờ con nghĩ lại, con quay lại với Chúa thì con nắm bận tật quay lại với Chúa thì nhờ cộng đàn với cha cầu nguyện cho con sức khỏe mạnh. Mà ai giới thiệu để con biết đến lòng Chúa thương xót mà con quay về với Chúa? Con đến đây là lần này là thứ ba rồi, nhưng mà lần này con mới dám lên trên tấm một trên này này được. Con đến đây là lần thứ ba, hôm nay con mới gan tâm để lên. Vâng, cô ấy đến đây lần thứ ba rồi sau 23 năm bỏ Chúa. Bây giờ cô mới dám mạnh dạn lên đây để mà làm chứng cho Chúa. Còn con? Con có biết cô này không? Con có, đấy là em gái con ạ. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Đảo, con ở giáo xứ Vân Cương, Đông Hùng Phú Thọ. Con được rất nhiều ơn vì Chúa ban cho con. Nếu con kể ra thì hết đến 6 giờ cũng chưa hết được ạ. Thưa cha, con thì con cũng bỏ Chúa cách đây 21 năm, gần 22 năm. Vâng. Người tôi, con này là em con hay là chị con? Em thì hơn chị được 1 năm. Em thì bỏ Chúa 23 năm, chị thì bỏ Chúa 22 năm. Nếu mà cả hai cộng lại thì bỏ Chúa đúng 45 năm. Nếu cả hai cộng lại là sau 22 năm bỏ Chúa, giờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa? Con bỏ Chúa 22 năm thì con bị ra một cái biến cố là con đi chợ thì có một người bạn con là bảo là thế chị cho em đi nhờ cái xe em ấy thì con lại chị con à em con lại một người bạn của con thì khi đó đến cái đoạn đường đấy thì có một người mua chè thì bạn con mới bảo thôi để tao đông đây đem bán chè. Thế thì con mới chẳng cái làn rằng xào xe thì con mới chẳng không biết sao mà cái dây chun nó ở xe đạp của con chẳng ra nó mắc vào cái mắt của con này, nó mới móc ra từ cái làn đen này cho đến chấm lòng trắng. Thì con cũng nhận ra là Chúa để che chở cho con và từ đó thì con muốn biết lòng đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng biến cố xảy ra thì con được 7-8 ơn và cả gia đình của con phải đỡ chủ ơn chị ạ. Nhưng xin cha cho con kể một vài ơn chính. Bởi vì con cũng là nhà con thì ở ngoài Bắc nhưng con thì đạo gốc nhưng mà nhà con tha nhà thờ cách 3 cây số. Con chỉ mong là làm sao đến với Chúa được nhưng cũng có những lúc mà như kiểu là những người mà nó được ơn gì thôi con kể cái ơn thôi còn thử thách khỏi nói cái ơn nào nữa còn ơn nào nữa con được nhiều ơn lắm ạ. Một ơn mới nhất gần đây là con mới bị xe container đi vào chân con và con đây chân con bị mất hết một mảng da và một bánh xe vào chân con mà bị rách quần từ dưới đầu gót chân mà lên đến đầu gối mà Đức Mẹ và Chúa sẽ che chở cho con mà con không ngã mà con chỉ ngồi xuống mà con chỉ thấy nhói chân một cái thì con thấy Chúa sao che xe nó lại vào chân này mà con đi lễ về buổi hôm đấy là buổi chủ nhật. Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay cả hai chị em, người thì 22 năm bỏ Chúa, người 23 năm bỏ Chúa, đến đây để tạ ơn Chúa, sao con biết được giáo điểm tin mừng con đến đây?
Con là vì hôm đó thì con sang phòng nhà chị gái bật điện thoại lên nói đau ơi sao rồi vào đây mà coi cha lòng này từ người ta mở lên mà sao để đến cái ngục của cha để cha ra mà hay lắm. Thì con dẫn đến cháu ngoại của con sang thì cha giảng thì con nghe chỉ được một phút thôi nhưng cháu con nó cứ chạy ra ban ngoài con lo nó ra đường thì con cũng bảo chị là thôi hôm nào em với chị thuê xe lên giáo điểm tin mừng. Nhưng mà con không biết ở đây, chỉ biết là ở quận này thôi. Nhưng mà con bảo chị con thế, chị con bảo là thôi ta quyết đi là chủ nhật này mày không đi đặng đi. Thế là chị con sang bảo là thôi cũng biết xe ôm mà ta cho là 250 một chuyến cả đi cả về thì sợ đắt thì con bảo thôi cho con đi với. Thì chị con bảo thôi hay rủ đông người đi thì đi 4 chỗ thì nó rẻ hơn. Còn cuối cùng là con lại được Chúa chữa lành và con cũng khỏi. Thì con cũng tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con Hallelujah! Hallelujah! Thì cảm ơn chị em. Hallelujah! Thưa chị em, chúng ta thấy là hai người chị em này, một người thì 23 năm bỏ Chúa, một người thì 22 năm bỏ Chúa. Hai người đã bỏ Chúa, bây giờ Chúa đang hiện diện ở tấm lòng của chúng con. Đây tôi sẽ tặng con cái máy 300 bài giảng, những giọt nước mắt thay cho những lời nói. Những lời nói có khi chỉ là môi miệng và những giọt nước mắt là phát xuất từ tấm lòng của con người bìa nhận ra rằng tôi đã bỏ Chúa 22 năm, tôi đã bỏ Chúa 23 năm. Chúng con đi về và làm chứng cho mọi người, còn biết bao nhiêu người bỏ Chúa nữa. Xin hiện diện của hai chúng con, hai chị em ruột ngày hôm nay mạnh dạn đứng trước cộng đoàn mà nói lên cái sự thật của cõi lòng mình, chứ không khoe, không kể thành tích, không có làm láo báo cáo hay, không có phô trương, nhưng mà nói thật cái ruột của mình, cái tim đen của mình, những cái xấu xa, cái tội lỗi của mình, của những con người bỏ Chúa. Đấy là lời chứng thật nhất và đánh động con người nhiều nhất, hơn là những cái gì khoe khoang, khoe mã, hơn là những buổi trình diễn, hơn là những buổi biểu diễn. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Hai chị em đi về tiếp tục làm chứng và kêu gọi những người tội lỗi họ biết quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Thưa anh chị em, còn nhiều anh chị em nữa muốn lên làm chứng cho Chúa, nhưng mà rất tiếc là thời giờ không cho phép. Chúng ta còn cái lễ 7 giờ nữa. Bây giờ mỗi một người anh chị em hãy cầm cây quạt ở trên tay và chúng ta cùng cầu nguyện, cầm cây quạt và cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa cho con được đến với Chúa không phải là đến bằng môi bằng miệng, mà đến với Chúa bằng cả tấm lòng. Xin cho con được thanh tẩy không phải chỉ là cái bên ngoài, mà là thanh tẩy tâm hồn. Xin cho con thấy rõ tất cả những tội lỗi, những yếu đuối của con. Xin máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con, để chúng con sống xứng đáng là một người con của Chúa, một người đối xử với nhau bằng tấm lòng chứ không bằng môi miệng. Đến với nhau không chỉ là môi miệng, đến với Chúa không chỉ là môi miệng, mà đến với nhau bằng tấm lòng. Đến với Chúa bằng tấm lòng, tấm lòng của những người con biết đem ra thực hành, biết đem ra thực hành, biết đem ra thực hành, chứ không phải là nghe bên phải rồi cho nó chạy sang bên trái, nhưng mà phải vào trong trái tim. Lời Chúa thấm vào trái tim, lời Chúa thấm vào trái tim và đem ra thực hành. Lời Chúa thấm vào trái tim và đem ra thực hành. Như vậy chúng con mới xứng đáng là người con của Chúa. Như vậy chúng con mới xứng đáng là con cái của lòng thương xót Chúa. Con cái của lòng thương xót Chúa. Con cái của lòng thương xót Chúa. Con cái của lòng
Hallelujah. 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 Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.